Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Ngày hôm nay Quỳnh tiếp tục chia sẻ cho mọi người nghe những mẫu chuyện tâm linh. Nếu mọi người thích tập truyện này, mọi người nhớ là hãy gửi đến Quỳnh một nút like và một nút đăng ký kênh để đón nghe những tập tiếp theo nha. Bên cạnh đó thì mọi người có thể gửi những mẫu chuyện tâm linh để Quỳnh chia sẻ với khán giả qua một trong hai những đường liên kết sau. Đầu tiên là qua Gmail nguyenthiyenquynh01a@gmail.com. Thứ hai là qua fanpage Facebook yquynh23. Và bạn muốn đọc những mẫu chuyện tâm linh mà do khán giả chia sẻ dưới cái dạng văn bản tin nhắn thì mọi người nhớ vào cái nhóm Facebook của Quỳnh nha, hoặc là fanpage của Quỳnh cũng được. Cái nhóm có tên là yquynh23 sẽ chia sẻ chuyện tâm linh. Còn bây giờ chúng ta chính thức vào chuyện thôi. Câu chuyện đầu tiên này do Huỳnh Như chia sẻ trên fanpage Facebook cho Quỳnh. Chính bạn cũng thắc mắc về câu chuyện này, không biết là cái vụ tai nạn gần đây ở nơi bạn sinh sống là do ba quỷ nữ cách đây 20 năm về trước tạo nên cái khuôn, hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp tâm linh đến lạnh gai ốc. Theo như bạn nói thì bạn ở Bù Đốp, Bình Phước, chỗ bạn gần một con sông gọi là sông Bé, hay còn được gọi là sông Đồng Nai, thì người ta có xây lên một cái đập thủy điện gọi là đập thủy điện Cần Đơn, và xây thêm một cây cầu gọi là cầu sông Bé. Cái mục đích xây cái cầu này lên để cho thuận tiện giao thương, xe chạy qua chạy lại đó, thì đa số là xe lớn thôi. Vào năm 2004, đây là câu chuyện mình được người thân kể lại cho nghe. Thời điểm đó là có 3 người con gái xuống chân cầu chơi. 3 người con gái này đều 16 tuổi hết, là còn thanh xuân mơn mởn luôn. Khi mà hay tin sắp có bão lũ đến thì cả 3 cô gái này đều xuống chân cầu chơi. Có lẽ là 3 cô không lường trước là lũ đến nhanh như vậy. Cái lúc đang chơi đó, 3 cô thấy là lũ kéo đến mà trở tay không kịp, dẫn đến là bị nước lũ cuốn trôi đi luôn. Thì khi mà người dân người ta phát hiện, cả 3 người con gái này đều đã bỏ mạng. Người thân người ta đem xác về người ta làm đám tang. Thì từ khi 3 cô con gái này mất nha, cả 3 cô đều rất hiển linh. Thì 3 cô này đều sinh năm 1989 và đều 16 tuổi, mắt còn chinh trắng. Những người dân mà người ta đi ngang cái cây cầu đó, người ta sẽ thấy vào lúc sáng sớm hoặc tối muộn có 3 người con gái, dáng người lang gái nha, đứng dưới chân cầu á, vẫy tay có thể là chào hoặc là ngoắc xin đi nhờ. Còn có người á, thấy một cái nó còn gợn hơn nữa, là cậu của bạn Huỳnh Như luôn. Cậu kể là cậu có đi ghe vào sáng sớm, thì cậu đi ngang cái cầu đó, cậu thức khá là sớm. Lúc đó là cậu thức, cậu mới đi ra ghe. Cậu nhìn xung quanh thì thấy là trời còn chưa sáng. Lúc này cậu mới nhìn về phía trước ghe là còn sương mờ nha. Đột nhiên cậu thấy là ở mũi ghe có 3 người con gái ngồi ở chỗ cái mũi ghe đó, quay lưng về phía cậu. Trời ơi, thấy rõ mồn một luôn. Thì cậu biết rồi, cậu hay rồi. Cậu mới xin là dạ tôi đi làm ăn thôi, đừng có nhát tôi, đừng có dẫn tôi. Thì xin như vậy vài câu đó, quay qua quay lại nhìn cái chỗ mũi ghe, không có 3 cô đó nữa. Thì sau đó cậu cũng đốt nhang khấn vái rồi cho 3 cô đó ấm hơn xíu. Từ sau vụ tai nạn đó, và từ sau khi xây lên cây cầu nha, rất nhiều vụ tai nạn khác xảy ra, cả trên cầu và dưới cầu luôn. Ở trên cầu thì do là có nhiều xe lớn qua lại, thường xảy ra những vụ va chạm xe, xe máy, xe lớn, hoặc là xe lớn với xe lớn, người thiệt mạng khá là nhiều. Rồi có người đến chỗ cái cầu đó, người ta nhảy xuống. Ở dưới chân cầu thì người dân người ta đi tắm, xong người ta bị đuối nước. Rồi có những người đến dưới chân cầu đó, người ta uống thuốc trầy. Thì người dân cảm thấy là từ khi xây cây cầu này, cũng từ sau cái vụ tai nạn của 3 cô con gái kia, và trước đó nhiều vụ khác nữa dẫn đến cây cầu quá nhiều ám khí đi, thì người dân người ta mới lập những cái miếu nhỏ, người ta cho những cái hương linh vất vưởng đó vào đó trú ngụ, và hàng tháng người ta nhớ, người ta đến cúng cũng như an ủi những cái vong linh đó. Thì tiếp sau nữa nha, không rõ là cái chính quyền ở đó người ta làm sao, cái người cũng bàn bạc với nhau và đập bỏ cây cầu sông Bé, xây lên một cây cầu khác, mà đập bỏ không có đập bỏ hết nha, còn chừa cái chân cầu lại. Hình ảnh này là do Huỳnh Như cung cấp về cho kênh. Thì theo như bạn nói là từ khi xây cây cầu mới lên á, giảm rõ rệt những vụ tai nạn thiệt mạng người luôn. Có một sự việc gần đây nó trùng hợp khiến cho mọi người dân ở đó, cả Huỳnh Như nữa, bắt đầu là sợ hãi. Bạn nói là hôm 17 tháng 3 2024, bữa đó có 3 nữ sinh đến dưới chân cầu con đập để chơi. Thì 3 nữ sinh này đều 16 tuổi, rất là trẻ. Thì khi mà 3 người này chơi một lát á, là tầm chiều, bắt đầu là còi cho con đập nó hú lên. Thì còi hú với âm lượng rất là lớn nha, người dân xung quanh đó người ta đều nghe. Thì khi mà nghe tiếng còi, người dân hiểu rằng đập chuẩn bị xa nước.
và không nên đến những con sông, con suối hoặc là dưới chân đập chơi. Tại vì khi mà nước đập xả ra, cái lực nước rất là lớn, nó cuốn trôi cả cây luôn, thì rất là nguy hiểm. Thì trước khi mà xả nước con đập nha, bác bảo vệ cho con đập á, cũng đi khảo sát xung quanh. Rồi hú được khoảng vài phút rồi, bác bảo vệ chạy xung quanh con đập nha, thì thấy là có ba nữ sinh đang chơi với con đập. Bác bảo vệ mới dừng xe lại và đuổi ba cô nữ sinh này đi lên. Thì bác cũng nói là ở đây nguy hiểm, ở lại là có gì đó, nói hết cho mấy cô đó luôn. Thì ba cô này á, bắt đầu là đi lên, rồi ha đến xe của mình mặc áo khoác vô và chạy đi. Bác thấy ba cô này chạy đi rồi thì bác mới chạy xe đi nha, xong đi kiểm tra những khu vực khác, rồi bác mới quay về cái trụ sở trung tâm đó, rồi đập mới xả nước. Thì không rõ vì sao tối hôm đó gia đình của ba cô con gái này không tìm được ba cô, bắt đầu á là mới đi lùng sục. Thì biết là chiều á, sau khi mà đi học giáo lý xong, ba cô con gái này mới dựng dưới chân đập chơi. Thì công an vào cuộc, người ta điều tra, rồi người ta trích xuất camera, người ta thấy rằng sau khi mà bác bảo vệ đuổi ba cô này đi rồi, bác chạy xe đi chỗ khác, ba cô này quay lại xuống dưới chân đập chơi. Cái đoạn camera mà quay được cái khúc ba cô nữ sinh này quay trở lại xuống dưới chân cầu chơi có nhiều điều kỳ lạ lắm. Thì người ta bắt đầu vào cuộc, người ta vớt xác của ba nữ sinh này lên. Thì có nhiều người dân người ta quay, người ta livestream lên nha. Bạn Huỳnh Như, bạn coi được nguyên cái phiên livestream đó luôn, bạn ám ảnh. Thì về phía người thân bảo là do ba nữ sinh này nè đi học giáo lý về và đi ngang cây cầu sông bé, thấy là ở dưới lòng sông đó lúc đó nước cạn và nhô lên những cục đá rất là đẹp. Ba cô nữ sinh này rủ nhau xuống dưới là chụp hình, mà hổng may đi bị nước lũ cuốn trôi. Thì tới hiện tại nha, ba cô gái này mất cũng được gần 4 tháng rồi và không có một vụ tai nạn nào xảy ra nữa. Đó là câu chuyện tâm linh của bạn Huỳnh Như chia sẻ về cho kênh. Tiếp đến là câu chuyện của anh Phạm Hữu Tiền. Anh chia sẻ cho Huỳnh 4 mẫu chuyện tâm linh anh gặp phải từ khi anh còn nhỏ cho đến khi anh trưởng thành anh đi làm luôn. Thì làm 4 năm chỗ, ít nhất cũng 3 chỗ gặp chuyện ma cỏ rồi. Anh nói á, là khi anh 9 tuổi là học lớp 3, lúc đó là mẹ anh mất và sau đó thì ba anh cũng bỏ đi theo người khác. Anh sống cùng chị gái hơn anh 10 tuổi trong một căn nhà lá, kế bên đó là nhà ông bà ngoại. Thì chị gái của anh thời điểm đó là không có nhiều tiền, không có đủ chi phí đi học đại học nên là đi làm nuôi anh luôn, nghỉ học đại học. Rồi chị anh á, mới làm một cái nghề đó là dạng như là gọi đầu, cắt tóc cho người ta, chị cũng khéo tay. Thì chị mở cái tiệm cắt tóc gần đó, hai chị em sống nương tựa vào nhau. Có một khoảng thời gian chị hay kêu anh á, ngủ đừng có chườn lên đầu chị nữa. Ngày nào mở mắt ra cũng thấy anh nằm trên đầu của chị hết. Anh nghe như thế thì anh mới trả lời lại chị gái: không phải em bò đâu, không phải em chườn lên đâu, mà là tối nào em ngủ giữa đêm cũng có người xách cái nách em kéo lên hết trơn á, mà không biết người ta kéo lên chi. Thì chị gái anh mới hỏi: ai kéo mày lên? Nhà có hai đứa, tao ngủ mất tiêu rồi, ai kéo mày lên? Anh mới trả lời: không biết nữa, mà nửa đêm ngủ xong cảm giác là có ai xách nách mình kéo lên, em cảm giác rõ người ta kéo em lên luôn á, em thấy được là lờ mờ người ta đang xì lì à, do buồn ngủ quá người ta kéo đâu kệ luôn, em nhắm mắt em ngủ tiếp. Thì hai chị em ngủ trên một cái giường, phía cuối giường là cái tủ quần áo kê sát rạc luôn, nên là không có khoảng không nào hết, còn trên đầu á là có một khoảng trống. Thì chị gái anh nghe vậy xong không rõ là có để ý hay không, nhưng mà không hỏi thêm nữa. Thì vài hôm sau, giữa đêm, chính anh là người trực tiếp đối mặt với cái người đó luôn. Anh Tiền bảo đêm hôm đó đang ngủ, giật mình bởi cái tiếng bước chân mà bước từ ở trước nhà anh đi vô tới giường của hai chị em đứng đó. Xong thì anh mở mắt mờ mờ, anh thấy được nha, cái bóng đen đút cái đầu vô mùng và kề sát bên tai của anh nói rằng: chắc tao sợ mày. Nghe vậy xong là anh giật mình á, anh bật dậy. Thì khi anh bật dậy không thấy ai nữa. Sáng hôm sau á, thì anh mới kể cho chị gái anh nghe. Thì hai chị em đang ngồi trên giường nói chuyện nha. Xong rồi chị gái với anh á, bước xuống giường thì thấy xung quanh nhà toàn là lá cây khô không à. Mà rõ ràng hai chị em ngủ trong nhà, khóa cửa rồi, cửa sổ cái này kia khóa hết. Rồi bắt đầu là chị gái của anh mới lại tủ đồ lấy đồ á, dỡ tủ đồ ra, lá cây khô không luôn. Là chị gái của anh ngờ ngợ rồi, mà vong này chắc không giữ nha. Bắt đầu là qua nhờ ông bà ngoại á, đến làm một cái mâm cúng khấn vái người ta, người lớn cũng có kinh nghiệm hơn. Thì sau khi ông bà ngoại cúng xong, không còn gặp cái vong đó nữa. Câu chuyện thứ hai này xảy ra khi mà anh đi lên Đắk Lắk làm. Thời điểm đó là không đủ tiền đi học nữa, anh cùng nhóm bạn rủ nhau đi làm luôn. Thì lương cũng khá cao. Lên Đắk Lắk á,
đến một cái trại làm về vấn đề là cây cao su. Thì môi trường làm việc xung quanh 100% là trong rừng luôn, xung quanh toàn là cây rừng rồi cây cối bao phủ rừng dầu. Anh nói là trong trại gồm khoảng 50 người, đa số là người miền Tây. Thì làm được khoảng thời gian, hôm đó già làng đến và bảo chuẩn bị có voi rừng đến đó, dạng nó di cư, nó đi ngang qua, tốt nhất là đốt lửa xung quanh trại để cho voi rừng không đến không phá. Thì mọi người nghe xong mới kéo nhau vào rừng kiếm củi, rất nhiều củi nha, và đốt lửa, duy trì những đốm lửa lớn, những cái đống lửa lớn đó xung quanh trại khoảng 2 đến 3 ngày. Già làng thông báo á, là voi đã đi qua rồi, không sao nữa đâu, mọi người có thể tiếp tục làm việc. Làm việc được khoảng 5-6 ngày, lúc đó bên quản lý điện xuống nói là voi rừng á, nó đi ngược lại rồi, nó đi ngang trại mình nữa đó. Hôm qua thì nó đạp một cái máy bơm nước ở gần cái ao bể luôn. Thì mọi người đốt lửa nữa đi, đừng cho nó đến gần nó phá. Thì voi khi mà điên lên rồi á, thì không biết ai là ai đâu, đạp xả láng đó. Thì khi mà biết là nguy hiểm đó, mọi người mới kéo nhau vào rừng tiếp tục là tìm củi, phải duy trì lửa liên tục luôn nên cần rất nhiều củi. Thì có một số anh là người dân tộc cũng đến chạy, dạng quen biết đi, rồi mấy anh cũng làm việc ở đó, rồi mấy anh khác nữa hỗ trợ. Thì mấy anh hay ngồi lại kể chuyện cho nhau nghe. Có một anh đó chia sẻ nha, là mới mấy bữa nay nè, ở phía sau chạy mình là có một cái bụi chuối nhỏ nhỏ đó, chính xác là một cái vườn chuối nhỏ, kế bên đó là có một cái giếng. Mà cái vườn chuối này nhìn vô nha, kiểu nó kết chùm với nhau á, khá là rợn. Anh đó kể là thì có một cái ông này gọi là ông Hắc, ngủ chung trại với anh. Tối hôm đó ông Hắc, ông đi tiểu đêm, ông đi ra đằng sau trại đó. Thì lúc mà ra gần tới chỗ bụi chuối, ông thấy là có hai người nha, một nam một nữ. Người gái á, là xõa tóc mặc đồ trắng, người nam á, là chỉ thấy được tổng quan là dáng con trai thôi chứ chi tiết á, là không có rõ, nhưng mà người gái là rõ nhất. Mà hai người này cách mặt đất một khoảng luôn, đứng gần ở chỗ cái giếng và bụi chuối. Thì ông này biết không phải là người rồi, ổng mới quay trở lại vô trại đó, ông ngủ. Sáng hôm sau ông thức giấc á, ổng mới khấn mới vái. Thì ông này là có căn, do đó ông thấy được thì ông nói cho mọi người nghe, mọi người phòng những cái vật trừ tà xung quanh. Chứ mà theo ổng đo đi, ổng cân nhắc về hai cái vong đó đi, có khả năng là hai vong này quấy dữ lắm. Nghe kể thôi đã thấy sợ hãi rồi. Thì những người mà sợ chuyện tâm linh, người ta chuẩn bị những vật phòng tà mang suốt bên mình những ngày sau đó. Anh Tiền á, ảnh không có sợ chuyện tâm linh, ảnh nặng vía nên là ảnh không có chuẩn bị. Thì chuyện nó diễn ra bình thường. Thì ngoài cái việc mà mọi người đốt lửa xung quanh trại, mọi người còn thay phiên nhau rõ vào nồi niêu xoong chảo phát ra âm thanh để cho voi rừng nó sợ. Sau đó nhận được bên quản lý đó, à voi đi ngang rồi, đi qua rồi, mọi người ra ngoài làm việc đi. Thì mọi người tiếp tục công việc của mình. Hôm đó là cách cái bữa kể chuyện tâm linh á, chắc khoảng 1 tuần, thì một ông tên là Tiều, buổi chiều hôm đó thì ổng mắt dỏng gần cái bụi chuối với cái giếng ông ngủ. Ổng không có nghe được câu chuyện tâm linh kia, lúc mà người ta kể thì ổng đi mất tiêu, thì không ai kể lại cho ổng nghe luôn. Thì ổng mắc ở đâu ngủ nha, xong thì tự nhiên á, mọi người nghe ổng la lên rất là lớn. Thế là mọi người mới chạy vô coi ổng chuyện gì mà ổng la liên hồi như vậy. Thì khi mà đến chỗ giọng ổng nằm á, mọi người bu quanh giọng của ổng, thì ổng mới mở mắt ra. Xong thì mọi người hỏi cái chuyện gì vậy, ổng mới nói là lúc mà đang ngủ tự nhiên thấy một cái tay mà nó trắng nhách, nó thò từ cái phía đầu của ổng á, phía sau đầu của ông nó thò ra. Thì ông thấy cái tay trắng nhách, ông thấy được cái lòng bàn tay nha. Thì ông cứ nghĩ là người người đồng nghiệp nào đó giỡn thôi, ông mới kêu á, chỗ tao ngủ mà mày giỡn hoài mày. Nhưng mà khi quay qua thì ông thấy cái móng tay đen quá, ông mới sợ ông la lên. Thì lúc đó là mọi người kêu rồi rồi, xong rồi á mới dắt ổng đi ra chỗ khác kể cho ông nghe, là một chuyện ha. Chuyện thứ hai, sau đó một khoảng thời gian nữa mọi chuyện diễn ra bình thường, không ai bị nhát hết. Bữa đó là nhóm của anh Tiền nè có đến một cái trại mà cái cửa trại nó quay về cái hướng bụi chuối. Mọi người đang ngồi chơi vui vẻ thì lúc này bạn của anh Tiền thấy một cặp nam nữ đi ngang. Lúc đầu thấy thì bạn anh không suy nghĩ gì, sau đó sững lại. Bạn anh nhìn một người bạn khác nha, kiểu bốn con mắt nhìn nhau á. Thì bạn của anh mới hỏi anh là, tại vì anh cái mặt hướng ra cửa luôn, ê Tiền, nãy mày có thấy gì không? Thì anh nói là không, nãy giờ đâu thấy gì đâu. Bạn anh mới nói, chắc tao thấy rồi đó, tao thấy cái người trong bụi chuối rồi đó. Thì anh hỏi là thấy làm sao, bạn anh mới kể, đáng lẽ là mọi người đi ngang chỗ này đi thì mình sẽ nghe tiếng dép hoặc là sẽ thấy rõ người ta đúng không, mà nãy tao thấy là có một cặp nam nữ đi ngang mà
mà không thấy rõ mặt nha, mà lướt rất là nhanh thôi. Thì những người còn lại trong cái sòng bài đó là ai cũng ngã ngửa hết rồi, cả đám nào mới kéo nhau ra trước cửa nhìn qua nhìn lại coi có gì không. Không, mà càng nhìn càng sợ cho bụi chuối thôi, trời nó tối nữa. Thì lúc này mọi người mới chạy ra ngoài trước đó kể cho những người lớn nghe. Thì hôm sau mọi người mới đi hỏi những người dân xung quanh, dạng như lấy hết can đảm rồi. Mới hay là chỗ bụi chuối cái giếng đó đó có hai người mất. Đầu tiên á, thứ nhất luôn là một người con gái rất là trẻ thôi. Người con gái này á, đem làm yêu một người con trai, không biết là trên cùng người dân tộc hay là dưới miền xuôi. Nhưng mà sau đó người con gái này có em bé, người con trai kia mất hút luôn. Thế là người con gái này á, bị mọi người phát hiện. Và thời điểm đó nếu mà người ta hay một người con gái có chủ hoang á, thì tai tiếng rất là nhiều. Người con gái này áp lực, xong rồi không chịu nổi nữa mới nhảy xuống giếng tự vẫn. Do là một xác hai mạng nên là người con gái này rất là thiên. Người thứ hai á, là một chàng trai cũng làm cái việc giống như anh Tiền thôi, mà cách đó vài năm trước khi anh Tiền đến chỗ cái trại này làm đó, thì cái người con trai đó bị voi rừng giẫm, mà lúc mất á, là không có nguyên vẹn nên là còn rất là nhiều uất ức á, thì chết cũng gần bụi chuối luôn, do đó là cứ quanh quẩn đó hoài. Nghe vậy xong đám bạn của anh Tiền cũng hơi rét nha. Những người khác người ta nói là người ta cũng gặp rồi, nhưng mà người ta thấy là hai cái bông đó không có quậy quá, người ta vẫn ở lại làm bình thường. Nhưng mà nhóm của anh Tiền á thì không ổn, tại vì ai cũng nhẹ ví hết. Mọi người mới rủ nhau á di chuyển đi cái chỗ khác làm. Câu chuyện tiếp theo này xảy ra khi mà tụi anh đến Bình Dương làm. Thì tụi anh làm là vô bầu cao su ở một địa điểm, hồi xưa nó là khu du lịch Hồ Cần Nôm. Thì tụi anh được sắp xếp ngủ chung với nhau ở một cái phòng, giống như cái phòng ký túc xá, nó có giường tầng á mọi người. Thì ở đó hơn nửa tháng làm việc nó bình thường lắm, cũng quen mọi người xung quanh. Thì cái hôm đó tụi anh được nghỉ. Trai nghỉ thì bắt đầu làm gì? Đi khám phá. Tụi anh đi xung quanh cái khu tụi anh sống, xong quay trở lại phòng. Thì phòng anh nó có một cái vị trí giống như cái gác gì đó, mà nó nằm phía sau phòng nha. Tụi anh tò mò mới leo lên đó. Thì khi leo lên trển thấy là có một cái lá bùa, nó cuộn tròn như nè, nó trong góc thôi. Lúc đầu nhìn là tụi nó giấy, cái cục giấy người ta lót đồ. Nhưng bạn anh đến đó cầm lên thì thấy nó màu vàng. Dạch ra coi ha, lá bùa nó bự lắm mọi người. Thì bắt đầu là xin nghi. Đám bạn tụi anh á, tự nhiên nha, bắt đầu xuống dưới phòng á, lục tung những thiết bị ở trong phòng ra. Lục lọi xung quanh phòng khoảng 10-15 phút. Lúc này tụi anh đến cái chỗ chân giường, sát góc tường luôn nha. Thì anh thấy là có cái lá bùa y rang ở trên gác luôn. Bốn cái giường là có bốn cái lá. Dở ra thì nó to đùng. Đây là lá bùa nền đỏ mà chữ đen. Thì mấy anh mới nói chuyện với nhau, thôi tối nay thử hỏi mấy cái chú lớn tuổi xem sao. Thì mấy chú ở trong đây lâu rồi. Tới hôm đó ngồi ăn cơm với mấy chú khoảng 40-50 tuổi thôi. Thì khi nói với mấy chú bảo, mấy đứa không biết hả, chỗ này nè, sát bên luôn, hồi xưa có một cái bệnh viện ở thời chiến, nên là cái việc mà tâm linh là tất nhiên có rồi, thủ sẵn tâm lý đi. Thì một người bạn trong nhóm của anh mới nói, hèn chi, hôm bữa tao đi về, đi làm về mình nên nè, thì đi ngang chỗ khu rừng nhỏ, phía sau chỗ mình ở đó, tao thấy rõ ràng luôn, có một hàng người. Những người đó xếp thẳng đều tăm tắp nha, mặc đồ xanh đỏ nón tai bèo, mà tao nhìn tao cứ tưởng là đồ công nhân như tụi mình mà khác màu thôi, tưởng là người làm ở đây đó. Ôi không ngờ nghe. Thì mấy chú đó bảo là đúng rồi, người ta mất ở đây thì người ta vẫn còn ở đây đó, thì không sao đâu, không làm gì người ta không làm mình. Thì mấy chú cũng cho lời khuyên. Nhưng mà đám bạn của anh á, bàn tính với nhau là sẽ chuyển đi. Thì sau đó khoảng thời gian chưa chuyển liền đâu, cứ làm việc bình thường thôi. Nhưng mà còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa, nên cuối cùng á, anh và nhóm bạn cũng chuyển sang một cái địa điểm khác để làm. Câu chuyện thứ tư này á, là anh và nhóm bạn đi về quê soi ếch, thì bắt đầu là bị vong dọa. Chỉ đơn giản á, là tụi anh đã soi ếch chỗ đó cả tuần rồi, nên tụi anh tiếp tục soi thôi. Thì hôm đó tụi anh đi dọc theo cái mương mà lúc giờ tụi anh soi, mà đang soi vậy đó, cái bắt đầu nghe cái âm thanh. Tụi anh mới ngước lên tìm âm thanh nó phát ra từ đâu. Thì lúc này soi một hơi tìm một hơi, biết là âm thanh nó phát ra từ cái bụi tre, mà nãy giờ tụi anh đến gần bụi tre này cũng không hay luôn. Gọi đèn vô bụi tre đó không nghe nữa, mà để cái đèn chỗ khác lại tiếp tục nghe. Thế là tụi anh rút quân, biết á, là chỗ đó có gì rồi. Thì sau đó cách vài ngày á, bữa đó đêm tụi anh không có đi soi nha, tụi anh chơi với nhau. Thì lúc đó có một anh trong xóm, anh này chạy thục mạng từ cái phía ở ngoài ruộng chạy vô. Thì hỏi anh có chuyện gì, anh nói anh gặp ma ở chỗ bụi tre. Hỏi anh là anh thấy như thế nào,
Thì cái người anh đó mới nói: trời đất ơi, tao thấy ếch bự quá, tao cứ mò mò thôi. Hơi bắt đầu là tao nghe âm thanh lạ, tao ngước lên là tao thấy tiếng rên chỗ bụi tre. Mà thật sự là xung quanh chỗ bụi tre đó ếch bự không hà. Mà tao nghe sợ, tao ớn quá, tao chạy về luôn. Thì anh Tiền mới nói là ừ, đám bạn em cũng bị vậy. Cứ bắt ếch chỗ đó là ông thấy ếch bự vậy thôi chứ nó giả bộ đó. Ông mà bắt một hơi nó dẫn đi đâu luôn, ví von như cái chuyện bị ma giấu. Lúc đó là cái anh kia ồ thôi sợ quá, chỗ khác đi, bữa nào tụi bay đi soi ếch đó, rủ tao. Thì sau đó là có thêm một thành viên trong nhóm đi soi ếch nữa khi mà mỗi lần mấy anh về quê. Thì đó là bốn câu chuyện tâm linh mà anh Tiền chia sẻ về cho kênh. Có bốn câu chuyện, hai câu chuyện là anh trải qua, hai câu chuyện còn lại là do bạn của anh trải qua. Tiếp đến là một mẫu chuyện ngắn do một bạn chia sẻ trên fanpage Facebook. Câu chuyện này do Huỳnh Nhi chia sẻ. Bạn nói là hôm đó bạn đi làm về, trời cũng tối rồi. Thì đi đến đầu ngõ, bạn thấy ông chú hàng xóm. Thì hình như ông chú này thường xuyên nhậu xỉn á. Thì lúc mà Huỳnh Nhi đi tới, thấy ổng đứng lơ ngơ. Thì Huỳnh Nhi mới gật đầu chào chú. Chú đó thấy Huỳnh Nhi mới hỏi: ơi, cháu biết chú hả? Biết nhà chú ở đâu không? Chỉ chú về với. Thì Huỳnh Nhi kêu: dạ, để con dẫn chú về. Trong đầu của Huỳnh Nhi nghĩ: rồi xỉn nữa rồi. Thì Huỳnh Nhi đi trước, chú đó đi sau. Thấy rõ ràng chú đi theo sau nha. Đi một lát gần đến nhà của chú, thì Huỳnh Nhi thấy là trước nhà chú có dựng rạp. Nghĩ là nhà chú sắp có đám cưới hay tiệc mừng, thì mới quay qua hỏi nhà chú: ủa chú, nhà chú sắp có tiệc hả? Mà quay qua thì không thấy chú đâu nữa. Lúc không thấy chú, Huỳnh Nhi nghĩ có thể là đến nhà là biết đường về rồi. Thì khi mà đi ngang trước cửa chính nhà chú, Huỳnh Nhi mới nhìn vô nhà. Mắt không cận là một lệ thế. Huỳnh Nhi thấy di ảnh của chú trần dần ở giữa nhà, ở trước cái quan tài luôn. Là bạn biết rồi, bạn thấy gì rồi, bạn mới chạy lẹ lẹ về nhà. Bạn cũng có kể cho người thân. Sau đó là bạn bị bệnh nha, cứ cảm sốt liên miên luôn. Hơn một tháng sau mới hết. Bạn nói là khi mà bạn bị cảm, bạn vẫn đi làm bình thường thôi. Thì lúc mà bạn đi làm về tối đi, bạn đi ngang đầu ngõ cũng thấy chú đứng ở đó, mà bạn làm ngơ như không thấy chú. Thì qua 49 ngày á, là không thấy chú nữa. Là bạn thấy được người vừa mới mất luôn. Biết là mình nhẹ vía nhưng không ngờ là nhẹ đến vậy thôi. Mà cũng không rõ vì sao chú mất thể ở trong nhà. Nhưng mà lúc về á, lúc mà Nhi thấy chú á, là chú đứng trước đầu ngõ, mà cũng không biết nhà mình ở đâu. Đầu ngõ vô nhà chú cũng rất là gần. Ai có thể giải thích được cái hiện tượng này hay không? Thì đó là câu chuyện Huỳnh Nhi chia sẻ trên fanpage của mình. Câu chuyện của Huỳnh Nhi cũng kết cái tập này rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe hết cuối video nha. Mình chúc mọi người, nếu mà nghe chuyện buổi sáng á, thì chúc mọi người có một ngày làm việc, học tập, vui chơi, vui vẻ, may mắn, suôn sẻ. Thì mọi người có đi biển chơi, đi sông đi suối chơi thì nhớ mang kem chống nắng và mang phao, và đừng có ngâm nước quá lâu nha. Nó cảm, với lại có dẫn con nít theo thì mình quan sát kỹ hơn. Còn nếu nghe chuyện buổi tối trước khi ngủ thì chúc mọi người nghe chuyện êm tai, dễ vào giấc, ngủ ngon một mạch đến sáng. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào tập sau.